đẽo đá thành hình non nước. Ai khơi dòng để thành non sông, núi rừng mênh mang gió hát, ngỡ như là theo gió mây nhạt. Đại Vân Sơn hùng vĩ đất Tràng An, Đinh Tiên Hoàng xuất thế cứu dân, Công Đệ Nhất thánh nhân trùm bốn cõi, như dòng nước Hoàng Long chảy mãi. Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, trên sông Sao Khê, bóng trận cờ lau đến ngai vàng trong sử sách. Ôi nước Việt ta với biết bao biến cố thăng trầm, nhưng vẫn luôn tư thế vững vàng, sừng sững hiên ngang giữa hùng vĩ núi non giang thành.
ngược dòng thời gian để thấy một kinh đô uy nghi của người Việt, ngược dòng thời gian để thấy một tinh thần bất khuất của cha. Chàng ai